Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh của Duy Khải. Và lần này là lần bắt 2. Ở bắt đầu tiên thì Khải hóng không được thành công lắm anh em. Hóng 5 lần mà xịt mất 3 lần rồi, chán vãi rồi. Ở lần đầu tiên lúc nào cũng xịt. Lần đầu tiên lúc nào cũng xịt anh em, chả hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với tiếp tục bắt 2. Và lần bắt 2 này Khải sẽ hóng cây kiếm. Lần bắt 2 này Khải sẽ hóng cây kiếm nha anh em. Lần bắt 2 này sẽ hóng cây kiếm nha. Vứt bà kết đi, quay lại kết thua rồi. Ok, lần này sẽ hóng cây kiếm. Ok anh em nha. Lần này Khải sẽ đẩy cây kiếm. Cố gắng lên cây nọ, kiếm cây nọ. Nơi 1 tống kim, đánh tống kim chơi anh em. Chung là hết 5 lần là bay hết 5 kim rồi. Mà nó vẫn quay về cây nọ, quên nó vẫn quay về cây kích thôi. Thì Khải không biết nói sao. 5 lần, khá là đáng tiếc. Một lần 200 xu hả? Rồi. Một lần 200 xu, ok, để đưa nó thêm xu ra. Quá nhỏ. Đây bắt 2 nha anh em. Lần 200 xu. Nó được tay à. Ừ, hóng ra quay lại cái kích vãi thiệt. Ra cái kích nữa, cầm hai kích luôn vào tổng kim. Vãi, ok anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, Khả sẽ hóng bình tiếp tục 5 lần. 5 lần ở cái lần này, và lần này Khả sẽ hóng cái kiếm. Không hóng cái kích nữa, đậu sang cái kích nhỏ quá. Hóng cái kiếm nha anh em. Khả sẽ hóng ép tam sắc thạch, tam sắc thạch trước đã. Và video này Khải sẽ up lên kênh để có thể anh em nào mà chưa xem thì xem lại nha anh em. Ok, và bây giờ chúng ta cùng hóng cái kiếm nào. Đây kiếm này, cho anh em xem lại cái kiếm. Đó. Cho anh em kéo cao lên tí. Đó, cái kiếm này anh em. Đó. Rồi, ok. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục. Em xin cái nỏ đại ca. Một lần, hai lần. Em xin cái nỏ nha đại ca Hoàng Kim Tôn Giả. Em xin cái nỏ đại ca. Em xin cái nỏ nha đại ca. Em xin cái nỏ nha đại ca. Em nói nãy giờ là mệt lắm rồi đại ca. Em xin cái nỏ nha đại ca Hồng Kim Tôn Giả. Em xin cái nỏ anh ơi. Em xin cái nỏ anh. Đậu xanh lại xịt. Bà già nữa chứ. Lại xịt anh em, đậu xanh. Cái thằng khí này. Mắt nhỏ với nó nè anh em. Đậu xanh chưa. Lại xịt đậu xanh. Xịt hồi thế. Đậu xanh. Rồi tiếp tục. Lần này mình đắt thêm xin nữa nè. Mình không thêm xin nữa. Đậu xanh. Mình cây rồi. Không thêm xin nó nữa. Không thêm xin nữa. Đậu xanh. Nhưng mày muốn làm gì làm đi. Tao chơi khô máu mày luôn. Tao chơi khô máu mày luôn. Cây đồ cây chì nè. Đồ. Nên mà sao nó ra tao hồi kim không người ta. Đậu xanh. Ra tao hồi kim thôi. Một cái kích rồi là một cái chì. Vãi nồi. Chết rồi, chết rồi. Đậu xanh. Thôi, tiếp tục anh em ơi. Đậu xanh. Này mình trả thêm xin nữa nè. Mình xin nó, mình xin gãy mồm. Không cho cái nó. Chịu rồi. Nhưng tiếp tục, mình sẽ làm tiếp tục. Mình sẽ không đỡ này nữa. Lần này bố con thằng nào không thèm xin nữa nha. Bố mà không thèm xin nữa đâu. Đồ. Xịt nữa vãi nồi. Đồ. Xịt nữa anh em. Trời đất ơi, thua rồi, thua rồi. Đồ. Hiện đại bây giờ là coi 3 lần, hết 2 lần xịt rồi. Một lần ra chơi, vãi cả nồi. Cho nhau vậy. Đó là bắt 2 nha anh em, bắt 2 mà ép nãy 3 lần mà xịt 2 lần rồi. Vãi cả trướng. Một kích một chì đánh thông kim thì anh em đậu xanh ra một kích một chì. Nhìn đúng chóng mặt luôn đó anh em. Ôi trời ơi. Lấy tiền vàng. Nhưng mà vãi. Hóng bên 1000 thì nó cho 1000 lần ra. Vãi thiệt. Anh em không thích ép anh này á. Anh này còn đến 700 phút duyên. Lấy chấn ép đi á. À, chấn chơi đường môn nên khó lắm anh em. Hên xuôi thôi. Giờ không phải cái gì đâu. Được rồi, thầy bỏ vào chỗ này. Lần này lần thứ tư nha. Đậu xanh. Kiếm lần này không kích đi. Đủ. Lại sông đao nữa trời. Kích sông đao. Kích sông đao. Vãi nồi. Gì vậy. Ây cha. Ok ok. Khả đi lùm kim anh em. Khả đi lùm kim rồi chút. Khả đưa xu qua cho nó là vừa rồi hết xu. Đậu xanh. Hết 9 lần rồi.
Anh em đang xem, anh em chăm em đang xem cho Khải một like ủng hộ anh em, một like ủng hộ anh em. Đậu xanh nhỏ vãi nồi. Ok. Nó ra toàn cái kích với lại nó cứ ra ba cái này thôi, chịu luôn em. Bó tay á. Tiêu nhiều hơn muối, ép thêm sắc thật. Không ra nữa, Khải xin phép bó tay. Tạm sắc thật cho anh em. Rồi bây giờ Khải nghĩ cái sông đao này nó sẽ ra cái nỏ. Khải nghĩ cái sông đao này nó sẽ ra cái nỏ. Leo xin cái nỏ từ từ ạ. Đậu xanh lần này nãy mình cúi lại nó xấu lần hơi hơi nhiều nên mình lạy nó 3 lần thôi. Ok anh Hồng Kim Tôn Giả nha, cho em xin cái nỏ anh ơi. Cho em xin cái nỏ anh ơi, nãy em hóng binh 9 lần anh ơi. Tội em anh ơi, tội em anh trai đậu xanh. Em nãy em hóng binh 9 lần rồi anh. Anh cho em lên cái nỏ dùm cái em đỡ tốn tiền anh ơi. Anh cho em cái nỏ cái anh ơi. Trời ơi giờ cái tiêu. What the hell. Xong đao ra đường đao đây ra cái tiêu anh em ơi. Đó. Thôi kiểu này khó là khó rồi. Ok tiếp tục Khải sẽ chuyển tiếp thị tinh. Làm tiếp bách ba thôi. 10 lần này, 10 lần này. Đồ kiếm cái này kiếm cái nỏ mà chua quá. Kiếm cái nỏ mà chua quá anh em ơi. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bắt 3 thôi.